4. Quyết định sửng sốt Ngài rời câu lạc bộ vào lúc 7 giờ 25 sau khi thắng được 20 ghi nê từ mấy ván bài ít. Anh chàng Passepartout, người nghiêm túc học kỹ nhiệm vụ của mình, được viết cẩn thận trong tờ giấy, đã rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ đáng kính xuất hiện ở nhà vào lúc này. Ngài vào ngay phòng tắm và gọi to, Passepartout! Anh phục vụ không dám trả lời, Chẳng phải anh không biết ông chủ gọi đích xác tên mình, nhưng anh sợ bây giờ không phải là giờ vệ sinh cá nhân. Passepartout! Ngài Phóc nhắc lại y hệt như trước, không hề thay đổi âm lượng. Anh Passepartout e dè xuất hiện. Tôi đã gọi anh tận hai lần. Nhưng lúc này không phải nửa đêm thưa ông. Anh không quên nhìn lại đồng hồ lần nữa. Tôi biết, tôi không đổ lỗi cho anh. Chúng ta sẽ tới Dover và Calais trong 10 phút tới. Anh Parsvato vui sướng, mỉm cười hết cỡ vì không bị ông chủ phàn nàn. Rõ ràng anh chưa hiểu rõ tình hình căng thẳng đang diễn ra. Mà ngài sắp đi đâu ạ? À? Đúng. Ngài Phốc trả lời. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới. Anh Parsvato chớp mắt liên tục, trợn tròn mắt kinh ngạc trước mấy lời ngài Phốc vừa thốt lên. Anh cấu tay mình, xem đây có phải là giấc mơ không? Không hề. Dường như mọi thứ trên đầu anh đổ sập xuống, những gì anh cố gắng nhồi nhét vào đầu trong mấy tuần qua đã phải vứt đi không thương tiếc. Trời ơi, vòng quanh trái đất ư, anh chàng tu nhăn nhó thảm hại. Trong 80 ngày chàng trai ạ, à, Ngài Phót thêm vào, vì thế từng phút của chúng ta rất quý, không được để phí phạm một giây phút nào đâu. Nhưng còn đồ đạc, rương, anh trợ lý ngắt lời, lúc này anh vẫn như đang ở trên mây, đầu óc lơ lửng nhìn ngó khắp một lượt ngôi nhà. Không cần, anh lấy cho tôi một cái túi sách. Trong đó có hai cái áo sơ mi và ba đôi tất của tôi. Anh cũng chuẩn bị như thế đi. Chúng ta không cần mang gì cả, vì trên đường có đầy chỗ bán quần áo rồi. À, còn phải mang áo mưa và áo khoác du lịch nữa. Anh nên chọn đôi giày cho tốt, mặc dù chúng ta không phải đi bộ nhiều lắm. Khẩn trương lên cho tôi. Anh chàng tu cố gắng nhập vào đầu ngần ấy câu chữ, nhưng không thể. Anh đi ly lại lại, vào phòng mình, ngồi yên trên ghế rồi thị thầm. Cũng hay đấy, nhưng mình chỉ muốn yên thân thôi mà. Mặc dù vậy, anh vẫn chuẩn bị đồ đạc theo lời ông chủ dặn như một cái máy. Đi quanh thế giới rộng lớn này ư? 80 ngày, có phải mình đang dây vào một lão điên nặng đây không? Không, hay là ông chủ đùa? Thế Dover xem nào, được đấy, đi cảle nữa, hay ho lắm đây. Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng anh Pasto cảm thấy mình muốn chế nước Pháp một lần nữa. Anh xa quê hương đã được 5 năm. Nhưng ông chủ lịch lãm của anh có muốn dừng chân tại đó không? Chưa chắc chắn được. Cũng chưa thể hình dung ngài Phót có thể đi đâu xa. Ngài quả là một người đàn ông của gia đình cho tới thời khắc này. Đúng 8 giờ tối, anh Pax Pato đem cho ông chủ cái túi sách. Có đầy đủ vật dụng cho cả hai theo đúng lời dặn. Anh vẫn chưa tin bất cứ điều gì, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Anh chàng đóng nhẹ cửa phòng mình, rồi lén nhìn về phía ngài Phyllis Phóc. Ông chủ của anh đã rất sẵn sàng, ngài kẹp trên tay cuốn sách hướng dẫn du lịch, trong đó có hướng dẫn các chuyến tàu hỏa và tàu thủy, các bến đổ, nơi đi và điểm đến. Đây là một cẩm nang du lịch hoàn hảo. Ngài đón lấy cái túi sách từ tay anh Pax và tu, nhét vào đó một gói giấy bạc dày cộm rồi trao lại cho anh. Anh còn quên gì không? Ngài phớt lo lắng, dạ không thưa ngài, còn áo mưa và áo khoác của tôi đâu? Dạ đây ạ. À. Tốt, anh cầm cái túi này nhé ngài đưa cho anh rồi nói thêm, nhiệm vụ của anh là trông giữ 20.000 bản trong này. Anh Passepartout giật nảy người, suýt nữa ném vịt cái túi xuống đất, như thể 20.000 bản làm bằng vàng nặng khủng khiếp. Hai người cùng ra cổng, hai lần khóa nữa mới ra khỏi nhà. Đứng ở cuối đường Saville, họ đón xe taxi và dục tài xế đi nhanh tới ga Charing Cross. Tài xế đổ xe ngay trước cổng nhà ga lúc 8 giờ 20 phút. Anh Passepartout luôn theo sát ông chủ, lúc họ đi qua sân ga, Ngài Phót bắt gặp một phụ nữ nghèo khổ bế đứa con trên tay, đôi chân trần lốm đốm vết bẩn và đầu đội chiếc mũ rách rưới. Cả thân thể người phụ nữ gục xuống mệt mỏi, đôi vai quàng cái khăn đã rách tả tơi. Ngài Phót không ngần ngại tiến lại gần hỏi han sự tình của người đàn bà nọ. Ngài đưa cho hai mẹ con nghèo khổ 20 mươi guinea thắng được ở câu lạc bộ ban chiều, không quên câu nói ân cần. Tặng chị, tôi rất vui được gặp chị, rồi đi khỏi. Anh Passepartout thấy đôi mắt mình ướt ướt. Hành động của ông chủ làm trái tim nhạy cảm của anh vô cùng xúc động. Ngài Phót làm thủ tục mua vé đã xong, cũng là lúc ngài thấy năm ông bạn của mình ở câu lạc bộ đang đứng trong sân ga. Chào các quý ông, tôi đi đây. Như các ông thấy đấy, tôi sẽ làm lại hộ chiếu khi tôi quay trở về. Lúc đó, các ông còn phải nhờ quan tòa phán xét khi tôi hoàn thành cuộc hành trình nữa. Nào ông Phót, những câu này đâu cần thiết với chúng ta đâu. Ngài Ráp ra vẻ nhã nhặn. Chúng tôi tin tưởng ông bằng tất cả danh dự của các quý ông lịch thiệp. Ông không quên món nợ với Luân Đôn này một lần nào chứ? Ngài Stuart hỏi nhỏ. Cuối cùng, Ngài Phóc và anh Passepartout đã ổn định chỗ ngồi ở khoa hạng nhất lúc 9 giờ kém 20, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Con tàu xuyên qua màn đêm tối đen, trời khá mát mẻ kèm mưa bay lất phất. Ngài Phóc ngồi cuộn tròn trong góc nhỏ khá ấm cúng anh trợ lý Pass mặt Tu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay ôm chặt cái túi sách chứa đầy của cải. Chỉ tới khi con tàu đi qua vùng Sindenham, anh chàng mới chợt như bừng tỉnh, anh hét thất thanh. Có chuyện gì đấy? Ngài Phóc khẽ cửa mình. Trời ơi, chết tôi rồi, tội vội quá tôi quên mất. Quên gì? Tôi quên chưa khóa bình ga trong phòng. Chẳng sao đâu chàng trai, ngài Phóc lạnh lùng. Nó sẽ cháy cùng tiền lương của anh thôi. năm quý ông lắm tiền ngài phóc không thể ngờ rằng chuyến đi mang lại một làn sóng ầm ĩ ở sườn tây luân đôn nơi được biết tới với vô số căn nhà ở sang trọng cùng nhiều khu mua sắm rộng lớn tin tức về vụ đánh cược lan truyền rất nhanh trong câu lạc bộ đổi mới tư duy cuộc hành trình của ngài là một đề tài vô cùng hấp dẫn và sôi nổi được mổ xẻ ở bất cứ bàn chơi bài ích nào từ câu lạc bộ cánh báo chí dễ dàng nắm bắt thông tin và truyền đi khắp nước anh đến giờ phút này cái tích hành trình xuyên thế giới xuất hiện ở tất cả trang nhất trên các tờ báo nóng hổi được bàn tán khắp nơi ý kiến tranh luận của công chúng đồng tình có mà phản bác quý ông gàn dở cũng có và nhân vật đứng về phía ngài phóc nhưng hầu hết đều lắc đầu ngao ngán và công khai chống lại ý định điên rồ của ngài điều này thật vô lý ngớ ngẩn không thể thành công họ nhìn nhận rằng nếu cuộc hành trình này được bắt đầu với lượng thời gian ít ỏi và ý nghĩa lớn lao như vậy, thì may ra chuyến đi chỉ hoàn thành được trên giấy tờ và lý thuyết. Các tờ thời báo, ngôn luận, tin buổi sáng, thời sự hàng ngày và hơn 20 đầu báo uy tín đều đăng tải thông tin rằng ý định của Ngài Phóc là quá điên rồ và ngạo mạn. Công chúng nhìn Ngài như người mất trí, người bị bệnh hoang tưởng, họ cho rằng chuyến đi chỉ là vụ cá cực vớ vẩn ở câu lạc bộ đổi mới tư duy cùng các quý ông nổi tiếng khác nhưng cũng gàn dở và điên rồ không kém một tờ báo chẳng mấy đình đám từ những người chuyên nghiên cứu địa lý nước anh đã đưa ra một cách ví von về chuyến đi của ngài phóc làm công chúng rất thích thú việc ngài hăng hái đương đầu với mạo hiểm một mình giống như phần lớn các cô gái đến tuổi yêu đương luôn vội vàng bằng lòng và mạo hiểm lấy một anh chàng nào đó mà chẳng thèm tìm hiểu kỹ càng trên vô số các trang báo, hình tượng minh họa Ngài Phúc là bản sao copy từ câu lạc bộ đổi mới tư duy. Tuy nhiên, một vài độc giả của tờ điện báo hàng ngày dũng cảm tuyên bố, tại sao không, điều kỳ diệu sẽ tới. Rất lâu, sau khi các tờ báo đưa tin rầm rộ, ngày mùng 7 tháng 10, tập san chính của Hiệp hội Địa lý nước Anh đã xem xét kỹ các yếu tố, rồi đưa đến kết luận, việc làm táo bạo của ngài Phyllis Fox thật quá ngu ngốc. Mọi thứ như chúng ta đã thấy đều chống lại hai thành viên của chuyến đi. Ngài Phúc và anh trợ lý chịu đựng ngôn luận còn hơn con người chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và hơn các cô chịu đựng anh chồng tồi tệ của mình. Chỉ cần một cái gật đầu đồng tình thôi, chắc hẳn sẽ đem đến cho ngài hy vọng thành công ngoài mong đợi từ những điều tưởng chừng không thể. Cuộc hành trình này phải phụ thuộc vào việc tính toán giờ giấc vô cùng chính xác. Khi ở châu Âu, người ta chỉ có khái niệm khoảng cách tương đối. Việc ngài tính toán tới Ấn Độ trong 3 ngày rồi tới châu Mỹ trong 7 ngày, phải chăng ngài cũng lo lắng tới nhiệm vụ của mình. Chỉ cần một cỗ máy bị trục trặc giữa đường, tàu hỏa chệt đường ray chẳng hạn, hay thời tiết xấu, đường đi bị chặn bởi băng tuyết, vân vân, Tất cả sẽ chống lại ngài Phóc. Tại sao ngài không tính tới việc đi tàu trên biển vào mùa đông, khi bà mẹ thiên nhiên vô tư mang tới đầy sương mù, băng tuyết và giá lạnh, chẳng thèm động lòng trắc ẩn với quý ông lịch lãm đáng thương trong thời đại này làm gì có con tàu nào chỉ cần 2 hay 3 ngày là băng qua đại dương ở đâu có chậm trễ là từ đó chuỗi thông tin chết người được truyền đi nhanh chóng ngài phóc chậm một lần duy nhất thôi dù là một tiếng đồng hồ ví như phải đợi tàu tới bến cảng chẳng hạn thì mọi cố gắng của ngài sẽ tan biến bài báo của hiệp hội địa lý đã gây được làn sóng phản ứng mạnh mẽ các báo tranh nhau lấy lại tin Hình như mọi biên tập viên đều muốn đạp đổ các ý kiến tán thành cuộc hành trình trong mơ này. Hẳn ai cũng biết, nước Anh là thế giới của cá cược. Các quý ông tầng lớp thượng lưu, quý tộc giàu có ham thích điều này hơn cả các con bạc. Và ta phải xem như cá cược là một phần linh hồn của nước Anh. Không chỉ có đám thành viên ở câu lạc bộ đổi mới tư duy, mà hầu như tất cả người dân đều đem chuyện ngài phóc lên bàn đặt cược cho sự đồng tình hay phản đối chuyến đi của ngài. Có lẽ lúc về, Ngài sẽ viết vào cuốn cẩm nang cá cược nếu ngài ở trường đua ngựa. Trên thương trường cũng vậy, sau năm ngày bài báo đăng tải, cổ phiếu của ngài Phyllis Fox xuống thấp thảm hại. Người ta chào giá bằng các gói lãi suất, đầu tiên là 5, 10, không ai dám trả giá 20, 50 hoặc 100. Lo Abermel, một quý ông thượng lưu bị liệt từ nhiều năm nay, duy nhất đứng ra bên vực cho chuyến đi kỳ tích này. Cài quý tộc bị buộc chặt trên ghế đã lên tiếng cho rằng Ông trời ban cho Ngài Phóc may mắn được có điều kiện đi khắp thế giới. Kể cả cuộc hành trình có mất 10 năm, Ngài vẫn đặt 5.000 bản cho Ngài Phóc. Ngài Lo lập luận rằng, khi nào ông Phóc thấy chuyến đi chẳng mang lại kết quả gì, ông ta vẫn tỏa nguyện với bản thân vì Nếu còn một điều ta làm được, thì điều đầu tiên nên làm là trở thành một công dân Anh quốc chính nghĩa, những người ủng hộ ngày càng ít đi, số tiền đặt cược cho sự thất bại thảm hại của ngài dừng lại ở con số 150 tới 200 bảng cho một người. Và một tuần sau khi ngài phóc cùng anh trợ lý Paspartour lên đường, một sự việc nghiêm trọng xảy ra làm ngài vào thế túng quẩn không còn một đồng bảng. Viên giám đốc sở cảnh sát ngồi ở phòng làm việc lúc 9 giờ tối và nhận được bức điện gửi đi từ Suez tới London. Gửi tới ông Rowan, giám đốc cảnh sát Scotland Yard tôi đang theo dõi tên trộm ngân hàng có tên là phyllis fox hãy gửi lệnh bắt tới ngay bombay thám tử fix trình báo mức điện báo có kết quả ngay tức thời người đàn ông lịch lãm biến mất khỏi ngân hàng theo nguồn tin không ai khác chính là ngài fox ảnh của ngài cùng với các ông bạn được lưu giữ ở câu lạc bộ cải cách đang được người ta xem xét tỉ mỉ từng đặc điểm một đều tương ứng với các dấu hiệu nhận dạng do cuộc điều tra cung cấp Bí ẩn về cuộc đời Ngài Phóc dần hé lộ, cách Ngài sống quanh quẩn đơn độc một mình, chuyến đi đột ngột dường như chứng tỏ rằng Ngài đang đánh lạc hướng sự chú ý của các nhân viên sở cảnh sát Anh. 6. Fix tay thám tử thiếu kiên nhẫn Vài tình huống xảy ra trong khi bức điện tính được gửi đi sẽ được thuật lại dưới đây. Con tàu Mongolina thuộc về tập đoàn bán đảo Phương Đông, làm bằng hợp kim siêu bền, sức tải 20.800 tấn, công suất 500 mã lực, khởi hành lúc 11 giờ sáng thứ tư, ngày 9 tháng 10 từ thành phố Suez. Chú thích: Suez, thành phố phía nam Ai Cập, nằm ở tận cùng phía nam vịnh Suez. Là một trong số các con tàu hơi nước nhanh nhất thuộc quyền sở hữu của tập đoàn khổng lồ này. Nó luôn hoàn thành 10 điểm đón khách trong một giờ từ Brindisi tới Suez và chín điểm rưỡi từ Suez tới Bombay. Hai người đàn ông đang dạo bước trên băng tàu giữa đám đông người bản xứ và người nước ngoài. Một người là viên chức tòa lãnh sự Anh tại thành phố Suez. Ông ta đi tàu thủy Anh mặc cho lời tiên đoán của chính phủ Anh. Lời tiên đoán không mấy thiện chí của Stephenson cha đẻ của tàu hỏa thường nhìn nhận vấn đề từ phòng làm việc rằng các con tàu thủy nước Anh thường đến rồi đi ở các vịnh lớn từ Anh sang Ấn Độ theo đường vòng qua mũi đất Good Hope mất nửa tiếng. Chú thích mũi đất Good Hope, điểm tận cùng của phía nam châu Phi. Hết chú thích. Người kia dáng người nhỏ thó, gầy gò, vẻ bồn chồn, con mắt lanh lợi lúc nào cũng ngó nghiêng không yên. Hắn để lộ dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, quá rõ ràng, luôn quay ngang quay ngửa đến mức không thể đứng yên được một phút. Đó là Fix, một trong những tay thám tử mà sở cảnh sát đã điều tới các thành phố cảng để tìm hiểu vụ cướp ở ngân hàng Anh Quốc mới đây. Tay fix này có nhiệm vụ theo dõi tất cả những hành khách quá cảng qua xuê so sánh mọi dấu hiệu khả nghi trong vòng 2 ngày. Trước khi trụ sở cảnh sát trung tâm ở London vào cuộc, hiển nhiên hắn ta bị xúi dục bởi hy vọng kiếm được số tiền từ phần thưởng. Nếu bắt được kẻ trộm, hắn chờ đợi chẳng có chút kiên nhẫn nào những người đến và đi bằng con tàu Mongolia. Ông nói gì cơ ngày lãnh sự? Tay fix hỏi tới 20 lần, con tàu này sẽ không bị chậm đó chứ, không đâu viên lãnh sự đáp lại con tàu đã đặt trước từ hôm qua tới thành phố Port rồi chú thích Port thành phố phía nam Ai Cập hết chú thích ông nghỉ ngơi đi bây giờ phải loại khỏi đầu mọi tính toán mưu mẹo tôi nhắc lại với ông rằng con tàu Mongolia đã từng đi trước thời gian và lợi ích của giải thưởng là vượt lên trên mọi cuộc đua thời gian có đi từ Brindisi tới thẳng đây không từ Brindisi thẳng tới đây còn phải nhận thư của người ấn và sẽ xuất phát từ đó thẳng tới chỗ chúng ta vào lúc 5 giờ. Cố gắng nhẫn đại một chút đi ông Fitz, con tàu sẽ không muộn giờ đâu. Nhưng thật sự là tôi không biết làm thế nào với những dấu hiệu nhận dạng ông đã nhận được. Ông lại có thể ra con người ấy, thậm chí còn biết được ông ta đang đứng trên tàu Mongolia nữa. Thưa ông lãnh sự, tay Fitz đáp, hắn ta giống người bình thường, rất khó có thể nhận ra. Ông phải khá nhạy cảm với những loại người như thế, phải có khả năng thần giao cách cảm, bao gồm nghe, nhìn và ngửi. Tôi đã bắt giữ nhiều trường hợp các quý ông thành phần như vậy rồi. Nếu miếng mồi của chúng ta đang trên tàu, tôi sẽ nhận ra hắn ta không thoát khỏi tôi đâu. Hy vọng là thế, ông viết xạ. Vụ này khá gây go. Một vụ trộm cừ khôi, 55.000 bản đã bay mất. Chúng ta làm sao có được của trời cho dễ dàng như thế? Trộm cướp thời nay cũng thật đê tiện. Chúng nó có thể cúi mình xuống nhặt có một nắm nhỏ đồng xi linh. Ông Fix này, viên lãnh sự khóa chí, tôi rất thích cách nói chuyện của ông. Mong là ông đúng, nhưng tôi sợ mọi chuyện đâu đơn giản bất ngờ đến thế này. Ông không thấy những đặc điểm nhận dạng ông có đều là các đặc điểm chung của đám thượng lưu à? Thưa ông, thời nay các tên trộm siêu đẳng luôn giống người lương thiện, chúng mang bộ mặt đẽo giả lắm. Bọn chúng thông minh vô cùng, vì thế chúng có cách tuyệt nhất để đánh lừa chúng ta để thấy được cái bản chất xấu xa trong vẻ bề ngoài hào hoa nhường ấy thì đã có tôi và ông nhiệm vụ của chúng ta không khó tôi thừa nhận và đó là hành động đúng đắn nhất tại thời điểm này tay fix không muốn ai đánh giá mình là một kẻ hợm hĩnh thiếu tự tin bến tàu dần dần trở nên nhộn nhịp thủy thủ lái buôn người môi giới người khuân vác nông dân bản xứ đi lại tấp nập như thể con tàu đang được mong đợi và kỳ vọng khá cao thời tiết hôm nay thật dễ chịu thỉnh thoảng có cơn gió lạnh khoan khoái từ biển ùa vào, nắng chiếu xuống yếu ớt, làm ngọn tháp ở giáo đường lờ mờ hiện ra trên nền những ngôi nhà phía xa. Cầu xuống bến dài khoảng 2.000 mét được mở rộng ra tới tận chỗ tàu thả neo. Các tàu đánh cá và tàu chở hàng vẫn còn giữ được vẻ đẹp huy hoàng của những con tàu ga lê thời cổ có thể thấy rõ trên biển đỏ. Trong khi bước theo dòng người, theo thói quen nghề nghiệp Fix nhìn lướt nhanh mà cũng khá kỹ lưỡng các vị khách đi lại chung quanh. Giờ đã là 10 giờ rưỡi. Sao con tàu vẫn chưa tới? Tay Fix rên rỉ. Không còn xa nữa đâu. Tàu dừng lại ở Suez mất bao lâu? Chỉ có 4 tiếng thôi, đủ thời gian để tàu cấp thêm thang. Từ Suez tới Aden là 13.000 dặm. Để tới tận cùng biển đỏ thì phải tiếp thêm thang mới. Từ Suez thẳng tới Bombay luôn. Đúng, không dừng lại ở đâu cả thế là tốt rồi tay fix cười mỉm nếu tên trộm đang ở trên tàu thì chẳng nghi ngờ gì nữa hắn phải lên cảng suez để tới những nước châu á thuộc địa của hà lan hoặc pháp bằng một con đường khác con người ấy làm vấy bẩn danh dự cả nước anh ấy nên biết rằng ở ấn độ sao có thể an toàn dù chỉ một giờ nếu không thì viên lãnh sự ra vẻ khó chịu hắn ta khôn ngoan hơn ông tưởng đấy một trọng tội của nước anh thì nên che đậy ở nước anh thôi ông còn định đi phô trương ở những đâu fix không ngừng ngó nghiêng còn viên lãnh sự trở về trụ sở còn lại một mình và nôn nóng hơn bao giờ hết tay thám tử muốn báo lên cấp trên về việc tên trộm đang ở trên tàu mongolia nếu hắn thật sự rời luân đôn để tới một thế giới mới khi túi đã đầy chặt tiền hắn ta sẽ phải đi qua ấn độ sẽ khó theo dõi hơn khi hắn đi qua đại tây dương nhưng fix không phải nghĩ ngợi lâu tiếng còi tàu Mongolia vang lên kiêu hãnh, báo hiệu chuyến cập cảng thành công. Người khuân vác và nông dân Ai Cập vội vã xuống bến, một tá các loại tàu nhỏ đã trực sẵn để đón tàu. Ngay sau đó, người ta trông thấy cái vỏ khổng lồ của tàu Mongolia giữa hai bờ cảng và đồng hồ điểm đúng 11 giờ khi tàu buông neo tại bến. Hành khách khá đông, vài người còn nán lại ở trên bon để ngắm nhìn toàn cảnh ngoạn mục của thành phố, nhưng hầu hết đều lên bờ. Tay Fix đứng nguyên một chỗ quan sát cẩn thận khuôn mặt và đặc điểm của từng người xuống tàu. Bỗng một người trong đám hành khách vội vàng chạy ra từ những tay khuôn vác lực lượng đến ngay sát cạnh hắn ta lễ phép hỏi hắn văn phòng tòa lãnh sự Anh nằm ở đâu. Cùng lúc, người hành khách chìa ra tờ hộ chiếu cần đóng dốc thị thực. Ông Fix theo bản năng nhìn chăm chú người khách lạ bất ngờ thoáng qua mọi miêu tả ở hộ chiếu chính xác với đặc điểm nhận dạng của tên trộm ở ngân hàng Anh Quốc Hộ chiếu của anh phải không? Dạ không, đây là hộ chiếu của ông chủ tôi. Ông chủ của anh đâu? Ông ấy vẫn đang trên tàu. Nhưng ông ấy phải tới trình diện với ông lãnh sự để chứng minh nhận dạng của mình. Có cần thiết lắm không anh? Rất quan trọng đấy. Vậy ngài lãnh sự ở đâu hả anh? Kia kìa, ở góc quảng trường ấy. Tay Fix chỉ về phía quảng trường cách khoảng 200 bước chân. Được rồi, tôi sẽ đi tìm ông chủ của tôi. Vị khách cúi chào Fix và quay trở lại tàu. 7. Tấm hộ chiếu. Tay thám tử quay ra khỏi bến cảng rồi nhanh chóng tới lãnh sự quán. "Thưa ông, fix vào đề ngay, tôi có đủ căn cứ xác minh người đàn ông này là hành khách trên chuyến tàu Mongolia." Tay fix thuật lại không thiếu một chi tiết, những gì vừa phát hiện thấy liên quan tới tấm hộ chiếu tốt thôi anh fix viên lãnh sự đáp tôi sẽ không hối tiếc khi được xem bộ mặt của tên vô lại đó nhưng nếu anh ra lệnh cho tên cướp thì chưa chắc người đó sẽ tới đây đâu một tên cướp tinh vi như thế phải xóa mọi dấu vết chứ đằng này người ta còn để anh xem hộ chiếu và nhờ phê chuẩn thật buồn cười ông cứ chờ xem tôi thấy chắc chắn hắn ta sẽ tới đây hắn tới để đóng dấu xác thực vào hộ chiếu à phải hộ chiếu là thứ rất tốt để giấu bản chất bên trong thực chất hắn ta là kẻ lừa đảo dù hộ chiếu của hắn sẽ hợp lệ tôi đảm bảo ông sẽ thấy rõ những gì hắn làm hy vọng là ông đừng chứng nhận tấm hộ chiếu đấy nhé tại sao không nhỉ nếu hộ chiếu đúng sự thật thì tôi không có quyền từ chối nhưng tôi phải giữ người này lại đây tới khi tôi có giấy chứng nhận bắt hắn ta từ cảnh sát luân đôn ơ kìa đấy là việc của anh còn việc tôi tôi làm viên lãnh sự chưa nói hết câu thì có tiếng đập cửa Quả nhiên, người ta tới gõ cửa văn phòng ông. Người này là người trợ lý mà tay Fix đã gặp ở bến cảng. Còn đây chắc chắn là Phóc, ông chủ của anh kia. Ông ta xuất trình hộ chiếu và nói một cách ngắn gọn, yêu cầu ông lãnh sự vui lòng đóng dấu thị thực vào đó. Ông lãnh sự cầm tờ hộ chiếu đọc cẩn thận. Trong lúc đó, tay Fix quan sát hai người. Nói đúng hơn là nhìn như ăn tươi nuốt sống ngài Phóc cùng anh Pax Patu đang đứng ở góc phòng. Ngài là ngài Phyllis Phóc. Ông lãnh sự hỏi sau khi đã đọc kỹ tấm hộ chiếu. Dạ đúng, chính tôi thưa ngài. Ngài Pháp lịch sự. Còn đây là... Đây là người phục vụ của tôi, một người Pháp tên là Paspartu. Ông từ Luân Đôn tới à? Dạ. Và ông đi đâu? Bombay. Được rồi thưa ông. Tuy nhiên ông biết rằng hộ chiếu của ông đã quá hạn. Tôi biết điều đó, Ngài Phóc bình tĩnh đáp. Nhưng tôi chỉ muốn được chứng nhận bằng con dấu của ông rằng tôi đã đi qua Suez tốt thôi, tôi sẽ làm cho ông. Viên lãnh sự đóng dấu vào tờ hộ chiếu sau khi đã ký tên và đề ngày vào đó. Ông phó nộp lệ phí, cúi đầu chào lạnh lùng rồi đi khỏi. Anh tu lẻo đẻo theo sau. Này, tay thám tử thắc mắc. Gì, ngài đây là một quý ông lịch lãm tuyệt vời đấy chứ? Ông lãnh sự đáp. Có lẽ là thế, nhưng đó không phải câu hỏi của tôi ông có nghĩ quý ông lịch lãm vừa xong giống tên trộm trong bản điều tra tôi nhận được không cũng giống từ chi tiết nhưng mà tôi sẽ biết chính xác ngay thôi tay fix ngắt lời tôi thấy tên người làm có vẻ ít bí hiểm hơn ông chủ tên này còn là người pháp cũng không giúp được nhiều không sao tôi sẽ cậy họng hắn ta ngài lãnh sự đáng kính ạ à. fix bắt đầu ngay việc tìm anh pax Bactu. sau khi rời khỏi lãnh sự quán ngài phóc đi ra bến cảng yêu cầu mấy việc cho anh trợ lý rồi xuống cabin của mình trong tàu Mongolia. Ngài xem lại quyển sổ con con ghi lịch trình từ khi rời Luân Đôn đến nay. Rời Luân Đôn, thứ tư ngày 2 tháng 10, lúc 8 giờ 45 phút tối. Tới Paris, thứ năm ngày 3 tháng 10, lúc 7 giờ 20 phút sáng. Rời Paris, thứ năm ngày 3 tháng 10, lúc 8 giờ 40 phút sáng. Tới Turin qua Monsenich, thứ sáu ngày 4 tháng 10, lúc 6 giờ 35 phút sáng. Rời Turin, thứ sáu, lúc 7 giờ 20 phút sáng. Tới Brindisi, thứ bảy, ngày 5 tháng 10, lúc 4 giờ chiều. Đi tàu Mongolia, thứ bảy, lúc 5 giờ chiều. Tới Suez, thứ tư, ngày 9 tháng 10, lúc 11 giờ trưa. Tổng thời gian tiêu tốn, hơn 158 giờ, tính theo ngày, 6 ngày rưỡi. Các ghi chú đi đường được ngày phót chia cột rõ ràng biểu lộ thông tin từng cột như cột tháng, cột ngày, cột quy định các hoạt động cần làm ở mỗi điểm ghé thăm, gồm Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapore, Hồng Kông, Yokohama, San Francisco, New York và cuối cùng là London, từ ngày 2 tháng 10 tới ngày 21 tháng 12. Tiếp theo là cột để trống, viết những điều đạt được hay những tổn thất phải chịu trong mỗi điểm dừng chân. Phương pháp ghi chép này đã gồm tất cả các giai đoạn, khớp mọi thứ cần thiết và ngày phóc chính xác đến nỗi luôn biết mình tới sớm hay muộn. Ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 10, ngài chú thích điểm dừng chân ở Suez, không lợi thêm ngày nào nhưng cũng chưa mất ngày nào. Ngài ngồi lịch lãm dùng bữa sáng ở cabin, chẳng hề nghĩ ngợi việc đi một vòng thưởng ngoạn thành phố. Theo ngài Phyllis Fox, một người anh chính cống, thì công việc như vậy chỉ dành cho anh hầu. 8. Lời nói thiếu thận trọng. Tay Fix sớm tìm ra anh Paspatu đang thơ thẩn trên bến cảng. Này anh bạn, tên thám tử ra vẻ thân mật đuổi theo anh, hộ chiếu của anh ổn cả chưa? À, thì ra là anh, anh Paspatu lịch sự đáp lại, cảm ơn anh, hộ chiếu của tôi đã xong cả rồi. Anh thích thành phố này chứ? Vâng, sự việc bất ngờ quá, chúng tôi đi nhanh đến nỗi tôi còn tưởng mình đang du lịch trong mơ. Đây là thành phố Suez phải không? Đúng rồi, ở Ai Cập. Chính xác, ở Ai Cập. Ai Cập ở Châu Phi. Ừ. Trời ơi, Châu Phi! Anh chàng hét lên. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đi xa quá Paris. Giờ sự thật là tôi nhìn thấy Paris từ 7 giờ 20 phút đến tận 9 giờ kém 20. Paris từ phía Bắc và cả nhà ga Lyon nữa. Thật tiếc, nếu không ngắm Pierre Lachaise và rạp xiết ở sông Elise một lần nữa. Sao hai anh lại vội vã đến thế? Tôi thì không, nhưng ông chủ tôi thì rất vội. Nhân tiện, tôi còn phải mua đôi giày và áo sơ mi. Chúng tôi không có đồ đạc gì ngoài một cái túi sách. Yên tâm, tôi sẽ chỉ cho anh những cửa hàng tốt nhất ở đây nếu anh muốn. Anh thật chu đáo quá. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, anh chàng Passepartout liến thắng một hồi, Họ đã đi bộ cùng nhau một quãng khá xa. Xin lỗi anh Fix, anh Passepartout tạm ngừng. Hình như đã tới giờ tàu khởi hành rồi thì phải. Cậu còn nhiều thời gian mà, bây giờ mới có 12 giờ trưa. Anh chàng lôi chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc của mình ra. 12 giờ? Anh la lên. Sao thế này? Đồng hồ của tôi chỉ mới 10 giờ kém 8 phút. Đồng hồ của anh bị chậm. Gì cơ? Đồng hồ của tôi? Đó là chiếc đồng hồ gia truyền từ đời ông cụ cố nhà tôi đấy. Nó không hề lệch 5 phút trong từng đấy năm, nó là một cổ máy tinh xảo. Tôi hiểu, cậu đang để giờ Luân Đôn, kém 2 giờ so với giờ ở Suez, cậu nên chỉnh lại giờ cho khớp ở mỗi nơi cậu tới. Chỉnh lại giờ ư? Ừ, không bao giờ. Ồ, tốt thôi, nhưng đồng hồ của cậu không giống với mặt trời. Có thể mặt trời sai lắm chứ. Anh chàng bỏ đồng hồ vào túi với vẻ mặt thách thức. Sau vài phút im lặng, Tay Fix gợi chuyện. Cậu rời Luân Đôn vội vàng nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế, thứ tư vừa xong lúc 8 giờ tối ấy, Ngài Phóc ngược hẳn với mọi thói quen bao lâu nay. Ngài rời câu lạc bộ về nhà và 45 phút sau chúng tôi bắt đầu xuất phát. Nhưng ông chủ của cậu sẽ đi đâu? Đi vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới ư? Tay Fix thốt lên, "Đúng, trong 80 ngày, ngài nói đó là trò cá cược, nhưng giữa chúng tôi thì tôi không tin." Đó không phải lý do còn có lý do gì khác để câu chuyện xảy ra? À, vì ngài Phóc là nhân vật đặc biệt. Cũng đúng. Ngài giàu cỡ nào? Tất nhiên, ông ấy mang theo một món tiền lớn bằng giấy bạc mới cáu cạnh. Ông chẳng tiết kiệm ở dọc đường gì cả. Ông còn hứa sẽ cho anh thở máy của tàu Mongolia một đống tiền thưởng nếu chúng tôi tới Bombay trước giờ cơ mà. Anh biết ông Phúc lâu chưa? Sao lại hỏi tôi thế? Chưa, tôi vừa vào làm cho ông Phúc vài ngày rồi tôi với ông phóc đây rời khỏi luân đôn ngay câu chuyện của anh pashbatu kể lại làm tên thám tử quá tin vào khả năng suy đoán thần diệu của mình việc ông phóc vội vàng rời luân đôn sau khi hoàn thành xong vụ trộm mang theo số tiền khổng lồ tìm kiếm một đất nước xa lạ hoàn toàn dưới danh nghĩa đi vòng quanh thế giới cái cớ đánh cược thật liều lĩnh và ngu xuẩn một câu chuyện cực kỳ logic hiện ra trong đầu tên thám tử tay viết tiếp tục khơi chuyện từ anh pashbatu và biết được rằng tên này cũng không hiểu rõ về ông ta cho lắm. Người sống cô độc một mình giữa Luân Đông sầm uất mà lại giàu có, vậy của cải đến từ đâu? Bí mật chỉ được hé lộ từ công việc và thói quen của ông ta. Fix cảm thấy chắc chắn ông Phyllis Fox có điều mờ ám, việc tới đây chỉ là cái cớ để ông ta đánh lạc hướng tới Bombay. Bombay có xa đây không? Anh Passepartout hỏi. Cũng khá xa đấy, đi đường biển mất 10 ngày. Bombay có cái gì? Có Ấn Độ. Ở châu Á hả? Đúng rồi. Trời đất, tôi quên chưa kể cho ngài một việc làm tôi lo quá. Bếp của tôi. Ra sao? Tôi quên không tắt bình ga. Nó mà cháy thì sẽ thiêu rụi tất cả vốn liếng tôi dành dụng bao lâu nay. Tôi đã tính là tôi mất hai xi liên mỗi ngày. Chính xác là 6 xu, nhiều hơn số tiền tôi kiếm được. chuyến hành trình này tôi sẽ phải trả nợ. Vì thế anh không hiểu nó sẽ mất bao lâu đâu. Ông Phúc không hề quan tâm tới sự cố bình ga cũng không hẳn vậy ông ta không thèm nghe anh ta trình bày vì trong đầu đã có sẵn kế hoạch rồi anh fix cùng anh chàng paspatu đáng thương đã đến cửa hàng bách hóa fix để cho anh bạn lo mua hàng tại đây và vội vã quay trở về tòa lãnh sự quán giờ đây gã tin chắc mình không hề nhìn lầm người thưa ông fix lịch sự tôi không còn nghi ngờ gì nữa tôi phải bắt tên tội phạm nguy hiểm này hắn ta làm ra vẻ một con người hợm hỉnh muốn vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Hắn là một tên trộm thông minh, ngài lãnh sự đùa cợt, hắn ta tin tưởng trở về Luân Đôn sau khi cho cảnh sát địa điểm hai nơi sẽ đến trong cuộc hành trình nư. Rồi chúng ta sẽ thấy, tay Fix đáp lại, nhưng anh có nhầm không đấy? Không hề. Vậy tại sao tên trộm lại muốn đóng dấu xác thực vào hộ chiếu hắn đã qua Suez? Tại sao ư? Tôi cũng chưa có lời giải thích hợp lý cho ngài, nhưng ngài hãy nghe tôi. Gã thám tử thuật lại vài phần quan trọng trong cuộc trò chuyện giữa hắn và anh Passepartout. Tóm lại, ngài định làm gì với anh ta? Tôi sẽ đánh điện về Luân Đôn, yêu cầu gửi lệnh bắt khẩn cấp tên Fox ở Bombay. Việc của anh là trà trộn vào hành khách trên tàu Mongolia, theo dõi tên khốn khiếp đó tới Ấn Độ cho tôi. Và ở đó, trên đất Ấn Độ, tôi sẽ đến bắt chuyện với hắn một cách lịch sự nhất với lệnh bắt trong tay. Dứt lời, tên thám tử rời lãnh sự quán và tới thẳng bưu điện để gửi ngay bức điện cho trụ sở cảnh sát Luân Đôn. 15 phút tiếp theo, người ta thấy Tay Fix xách một túi hành lý gọn nhẹ xuống cảng để lên tàu Mongolia, một lát sau con tàu khởi hành, xả hết tốc lực lướt trên sóng nước biển đỏ.